Anh càng phải làm cho em khó ấy. Ôi trời. Thả đi. Trông vầm như này. Trông vầm đi. Trông vầm đấy. Ok. Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Thử Thách Vô Cực. Mình tên là CJ và khách mời ngày hôm nay là một khách mời rất là đặc biệt. Xin mời khách mời ngày hôm nay. Yeah. Em làm gì đấy? Em ơi. Vậy. Câu chuyện của anh này, let's go. Tiếp nha. Wow. Như là chúc mừng các bạn đã trên đây. Chiếc nón kỳ lạ. Tận nặng rồi. Không, không thoát được. Thoát làm sao được, chạy đi má ơi. Bình tĩnh không cho chết. Bình tĩnh không cho chết. Nghĩa là sao nhỉ? Ăn gì? Ăn và không... Đồ cảm đúng không? Yeah. Phải không đồ cảm đúng không? Ok. Một miếng ạ. Mấy em ngọt. Chạm vào môi của Phong trong vòng 10 giây và nói lời yêu thương. Nếu một trong hai người cười hoặc bỏ, thử thách phải... Hoặc bỏ, thử thách phải làm chịu phạt ớt. Anh ta chết ở đâu đúng không? Mũi, với mũi này thì mũi này. Bắt đầu chưa? Ui, hình như đây là sở trường của anh đúng không? Không. Sao anh ăn bình thường đấy? Nó không chua lắm. Không chua lắm á? Nó không chua lắm đâu. Với cả rồi vừa bị đêm hôm nên là phải ăn nhiều cái này với cả mật ong. À. Dạ. Chắc là quen rồi đúng không? Anh ơi, xoài đi em. Nhưng mà anh có bị ngén bao giờ không mà ăn cái đấy, đấy thế? Như kiểu bị ngén ấy. Không. Không à? Ngén là anh ngén thay vợ. Ngén thay vợ. Cố lên. Em ăn được mà, đơn giản. Ui, anh lại đầu lòng em. Anh bóc em đúng không? Đơn giản mà. Tấm nạn này. Anh tìm thoát nạn đâu? Anh tìm thoát nạn đâu? Anh cá gì với em không? Cá cả nhà của anh luôn. Đi vô, thoát nạn này. À. Ui, mày chết. Nước rồi duyên. Thử thách. Thả thính CJ. Nếu CJ cười, CJ phải thực hiện thử thách của Phong. Oh yeah. Không được động vào người. Không được vào người. Có nên thả thính không nhỉ? Anh phải làm một cái điệu bộ gì để cho em có hứng để em thả thính đi. Anh càng phải làm cho em khó ấy. Ôi trời. Thả đi. Trông vầm như này, trông vầm đấy. Ok. Thôi anh nghĩ là em sẽ làm cái trò này đi. Mày tên. Không thì anh cười gì à? Thế bây giờ em phải vầm vào anh đúng không? Bro. Bro. Thôi rồi, không chơi. Em nốt xong rồi em lấy cái gọi là gì? Hạt đúng không? Sẽ em phải thổi lên cho nó vào mặt em. Dạ. Vào một cái điểm rất là duyên dáng. Đấy. Mình nghĩ là ví dụ mà mình nhả, mình mà thổi cái hạt này vào mạng CJ thì mọi người không nhìn thấy được đâu. Em hơi bị nhầm đấy nhá. À. Em hơi bị nhầm đấy nhá. Dạ anh chứ không phải là quá đen nhá. Ok. Yeah. Trời luôn, trời luôn. Chết này. Em nhổ chúng mồm em. Còn một tiếp à? Đúng nhá. Vãi. Giỏi đấy. Trời luôn. Ừ. Mở cái nhà. Thôi dính vào mặt. Một này. Hai này. Ngươi dưới mặt ở dưới mũi. Rồi, được. Được, anh được, 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 được. Thôi đi, được, ok. Mày đấy nha. Ok. Xoay này, ồ. Xoay đây, xoay đây. Hỏi đi. Hỏi à? Anh nghe rồi. À? Hỏi làm gì? Em đọc nhá.
Để kể tên show thực tế mà Phong đã từng tham gia. À, biết rồi, hôm nay mới nhìn mặt lần đầu rồi. Rồi, phải chơi món này đi. Ờ, ok. Mọi người đừng xem là hạt dầu có tăng hình ngồi trong da như là gì đây không nhá. Món thịt kho tàu của chúng ta chuẩn bị may mà món thịt kho tàu này không bị cháy đấy. Nhiều nước quá anh. Anh nhiều nước à? À, em tưởng anh nhiều nước. Được lắm anh. DJ có vẻ là mệnh thủy đúng không? Đâm lộn. Kiếp anh lâu thế. Anh chém bã đúng không? Bã đấy, nhổ này, mọi người nhớ này, xem nhá. Ôi, chém hết rồi. Anh phải nhổ ngược lên trên đấy. Nhổ bắn lên trên cao một tí. Mạnh quá. Có đâu? Con. Có một hạt à? Con. Mấy con à? Sao nhiều thế? Ôi. Mạnh thế. Có đâu? Đây anh có thể ăn. Lại. Nhẹ thôi. Rồi, xem nào. Rồi lỗ mũi không? Dính lên dâu. mọi người thấy không? Dính lên dâu. Đây là con ruồi trâu nó dính trên mặt. Trên mép của anh DJ. Được rồi, anh tạo dáng với cái đấy đi. Nào, một quý bà nào. Đó, đấy, một lady nào. Trông quý bà này nhiều nước thế. Ok, trời vui không? Next. Đến em à? Em hay anh? Em đúng không? Rock cuối đúng không? Yes. That's right. Sai đi em mày. Bạn anh này rất là thích quay bàn tay. Bàn tay. Quay bàn tay à? Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi cô nhá. Ê, nhưng mà em mà không trả lời được câu này thì anh sẽ make up cho em đúng không? Đúng rồi. Thích mà. Ôi. Anh vừa mới đi học lớp make up xong. Sao đó? Lớp make up của con gái anh. Không phải à? Con gái anh. Con gái anh. Con gái anh nó cũng dễ lớp make up, nó mới 1 tuổi thôi. Wow. Wow. Rồi. Được anh. Kể lại lần say nắng người khác khi Phong Gizo có người yêu. Nếu không có hay không kể được, phải làm thử thách. Ôi, mẹ kiểu là kiểu gì cũng bị bóp ấy, kiểu gì cũng bị chém ấy. Say nắng người khác đúng không? Một idea cho em nha, là có thể là không phải là người yêu bây giờ. À. Nhưng mà kẻ của người yêu bây giờ thì càng hay. Thôi! Càng chết. Câu đấy chỉ là khi có người yêu. Câu này là câu phá vỡ anh giữ gìn hạnh phúc gia đình hay không đấy. Ừ, đúng rồi. Say nắng à? Ôi, việc gì phải trả lời. Nha. Không được như thế. Anh phải để em suy nghĩ chứ. Khó nhỉ? Khó thế. Thực ra em cũng không nhớ đâu. Em chỉ nhớ cái người hiện tại thôi. Còn những người trước em không thể nhớ được ấy. Chính thức là bây giờ em make up đúng không? Không phải nghĩ. Này, nhưng mà anh make up đẹp không anh? Anh make up tương đối là xấu. Một kính hát thôi. Let's see, bây giờ anh sẽ xem cái khuyết điểm mà em. Khuyết điểm à? Hmm.
Nóng lắm, nóng lắm. Em có thể đo đo như này không? Xem mình dài không? Yên tâm, kể đi. Bây giờ anh thấy là em đang rất muốn có dâu. Có dâu á? Không, em vừa mới cạo dâu đấy, em xin lành đấy, em lại anh đấy. Thì bây giờ vì em vừa mới cạo thì anh sẽ lấy dâu cho em. Lấy dâu bằng son? Wow! Em muốn trở thành một người có dâu xuống CJ không? Không anh. Em nói thế làm em không bao giờ muốn có dâu nữa. Em nói thế làm em không bao giờ muốn có dâu nữa. Ôi! Này, dâu màu đỏ này. Dâu màu đỏ giống một cầu thủ rất là nổi tiếng. Này mọi người ơi, dâu màu đỏ này có cảm giác như là như thế này. Mình lấy một cái cốc như thế này, xong mình đứng ra, xong mình thò một mình mút ấy. Anh biết kiểu đấy không? Như nào? Kiểu nó bị sẽ bị thâm môi ấy. Ừ. Một cái vòng ở mép ấy. Anh biết kiểu đấy không? Là nó về cái gì? Đây này, ví dụ đây nhá, đây là một cái cốc nhá, đúng không? Chứ còn anh... Ta rồi. Ôi dồi, tại vì em chơi nhiều trò chơi đã lắm rồi nhỉ? Ôi dồi ôi, đâu có ai đón nữa. Cho nó đúng kiểu. Ê nhưng mà theo quan điểm của người Việt Nam là dâu quay nón là sợ vỡ đấy. Đấy chưa? Sợ vỡ, không có dâu quay nón là sợ vỡ. Sợ vỡ? Ừ, sợ vỡ. Wife. Thế anh sợ vỡ? Không, nhưng mà anh không phải trong cái... Tư tưởng đấy. Đúng rồi, tư tưởng đấy. Anh là một thế giới khác rồi. Ừ. Anh là một chiều không gian khác rồi. Được sai không? Ôi! Quá tình luôn các bạn. Mọi người trông mình có giống dáng sợ vợ không? Từ bên phải kể nốt bởi vì đã làm cái này dâu đá mồ đấy mà. Cái này không? Này trông em như kiểu bị dị ứng đấy mọi người. Dị ứng hải sản đấy. Hay quá! Giống nước ruồi đâu rồi. Chờ xem nha. Đẹp lắm. Đẹp vô cùng luôn. Này, mọi người giống giống giống. Ta ra đây. Xin danh không nghỉ. Giống mấy thứ nhân vật kiểu ngày xưa đúng không? Cay thế nhỉ? Vẽ mặt cay ạ. Nhưng mà đẹp, đẹp không mọi người? Rất đẹp đúng không? Trông diễn viên thì câm mọi người. Rồi, tắt nào rồi. Không thể. Em giận mà nha. Không phải. Động đất đấy anh. Chua hành hạ. À. Ra đi anh, ngon mà. Hỏi đi. Hành cũng ngon này. Rất muốn thử cà phê này. Giống thử cà phê á? Thế anh thử nhá. Thôi. Đổ hành hạ anh cà phê nhá. Không ạ? À? Ừ. Nhá. Không ạ? Thôi rồi đi ạ. Tất cả những người tham gia thử thách vô cực, CJ chọn một người làm hình mẫu bạn trai lý tưởng trong tương lai của con gái mình. Và vì sao? Không nói được, phải chịu hình phạt. Con gái mình nhá. Cái gu con gái của cái gu bạn trai của con gái em là gì nhỉ? Anh có thể cho tôi biết không? Nào mấy một tuổi rồi không ạ? Tuổi biết hôn rồi. Này đi học mẫu giáo hôn nhau, tuyết tuyết cái mỏ ra. Nói chung là có một bạn mà mình rất là thích. Ừ. Đó là bạn Tùng Long Family. À. Bạn ấy rất là hài cái tính cách của bạn ấy sống rất là thoải mái. Nhưng mà nếu mà bạn ấy đòi tặng con gái mình, chắc mình là người đá chứ của nó chứ. Sao thế? Mình không biết bởi vì là bố nó. Thằng nào cũng là không được hết. Thằng nào mà yêu con gái bố nó phải bước qua xác bố đúng không? Nhưng mà chưa đấy thôi, nhưng mà bạn Thục Lâm là một bạn rất là... Thì rất là quý bạn ấy. Ok, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye peace. Peace. Boom, boom. Rồi, hey. Yeah.